anh chị nhìn bên tường bên đây nè, hả anh chị thấy không? Tường mà mình có rọc vô giống vậy đó là đảm bảo 100% với anh chị là nhà của mình là tường riêng nè, đó chị thấy không? Tường riêng nè, những chỗ này em cắt ô để anh chị mình có thể là trang trí thêm tô điểm cho căn nhà thêm đẹp luôn. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Và hôm nay á, em lại có thêm một cái sự lựa chọn của anh chị cho anh chị nữa, với một căn nhà giá rẻ nha anh chị, với kết cấu là một lầu nè, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn, và nằm giữa một khu dân cư nè anh chị thấy nè, rất là yên bình luôn nha. Khu nhà này của mình á, đặc biệt một điều á, là mình nằm sát bên khu công nghiệp Cầu Tràm luôn nha anh chị, và nhà mặt tiền của mình là hướng nam. Nếu mà anh chị mình đã từng làm việc hoặc là đã từng ở gần Cầu Tràm rồi đó mà mình muốn có một căn nhà riêng để ở nè, hoặc là anh chị mình muốn thay đổi nhà mới to hơn á, thì đây cũng là một chỗ lựa chọn rất ok luôn. Tại vì một căn nhà một lầu như thế này nè, đây em mời anh chị xem mặt dựng đi, đó chỉ có 590 triệu thôi nha, rất là rẻ luôn, đúng 590 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào luôn. Và đặc biệt là bên chủ nhà còn tặng hết nội thất cho mình nữa nha. Thì nhà với diện tích là ngang cho 3,5 m, dài cho 9 m, không 3,5 m 9 m không lại nha. Thì nhà có diện tích là ngang cho 3,5 m nè, dài cho 9 mét nha anh chị, nó cực kỳ ok luôn. Và anh chị thấy nè, mình căn nhà mình hướng nam, đặc biệt một điều đó là đối mặt mình á, là không có đôi mặt với ai hết trơn á, một không gian rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Đó, cực kỳ ok, rất là mát mẻ luôn nha. Ngoài trước thì có một cái khoảng sân để phơi đồ nè, đường ô tô thông thoáng tới nhà luôn. Rồi và sau đây bây giờ em Trung xin mời anh chị cùng em đi xem review chi tiết căn nhà nha. Đây, cái đầu tiên vào nhà là rất là thích nè, nó cái cốt nền nó cao hơn mặt đường quá trời luôn á. Rồi cái cầu trượt nè, mình cũng là đúc bê tông sẵn rồi cho anh chị mình có thể là dễ dàng dẫn xe lên dễ dàng xuống này nha. Cái này cao hơn mặt đường tầm khoảng 3 tấc, khoảng 3 tấc nha anh chị, rất là cao luôn. Rồi hai bên cánh gà đó thì mình đã lót gạch giả đá nè, nó lót gạch giả đá xuyên suốt rất là sạch sẽ luôn. Anh chị mình mà nhà mà có khách khứa tới á, thì mình hoặc là ngày lễ Tết á, mình chỉ cần xịt nước lên mình dội cái là sạch sẽ rồi, không phải tốn tiền phải lăn sơn lại nữa. Mỗi nhà thì đều có một cái đồng hồ điện nè, một cái đồng hồ nước riêng tư để mình sử dụng luôn. Rồi ở dưới nền thì lót gạch rồi, quá đẹp quá sạch sẽ rồi. Và sau đây em Trung xin mời anh chị cùng em vào tham quan chi tiết nha. Đây, bảo vệ nhà mình á là bằng một cái lớp cửa sắt bốn cánh, kính mờ, kính bông nha anh chị. Còn nếu mà anh chị mình muốn làm cho cái cửa mà mình an toàn hơn á, thì mình có thể là thêm một cái lớp cửa kéo nữa, giống như cái nhà hàng xóm, nó cũng rất ok luôn. Chi phí nó phát sinh không có bao nhiêu hết anh chị, tại vì nhà này mình giá rẻ sẵn rồi nên cũng rất ok luôn. Rồi cái điểm cộng thứ hai căn nhà mình á, là anh chị thấy nè, lót gạch xuyên suốt toàn bộ luôn nha, nó xuyên suốt nhà luôn, lót gạch rất là cao luôn, 1,4 m nha, có địa chỉ rất là đẹp luôn. Và bên đây á thì mình có thiết kế một cái bộ ghế sofa để anh chị mình có thể là ngồi ở đây nè đó. Rồi hàng ngày đi làm về mình có chỗ ngồi để sum họp với gia đình nè, nói chuyện vui vẻ, hoặc là mình có khách đến nhà đó mình cũng có chỗ ngồi tiếp khách, rất ok luôn nha. Rồi anh chị nhìn bên tường bên đây nè, hả anh chị thấy không? Tường mà mình có rọc vô giống vậy đó là đảm bảo 100% với anh chị là nhà của mình là tường riêng nè, đó anh chị thấy không? Tường riêng nè, những chỗ này em cắt ô để anh chị mình có thể là trang trí thêm tô điểm cho căn nhà thêm đẹp luôn. Rồi sau lưng em Trung đây á, là một cái vách ngăn để ngăn cách là cái không gian phòng khách và phòng bếp. Đó đây có một cái vách ngăn nè, lót gạch cũng rất là sạch sẽ luôn nha, làm một cái bậc tam cấp lên cho anh chị mình có thể trưng bày nè. Rồi ở đây mình có một cái kệ tivi nữa nè, anh chị mình có thể là để tivi ở đây để mà xem nè. Xung quanh thì có ổ điện sẵn hết trơn rồi, những chậu cây trang trí nó rất là đẹp luôn. Ở đây là mình có thể là để các vị mình có thể thờ ở đây nè, để các vị thần thánh, hoặc là mình để tượng ba ông Phúc Lộc Thọ vô thì rất là tuyệt vời luôn. Và sau đây em Trung xin mời anh chị, à quên, còn cái trần của mình nữa anh chị thấy nè, cái trần rất là đẹp luôn nha, đi chỉ rất là nhiều màu luôn nè, rồi đèn cũng rất là nhiều màu luôn, có thêm nhiều cái đèn kiểu nữa. Nói chung một căn nhà rất là đẹp luôn, gần khu công nghiệp, đường ô tô luôn, mà chỉ có 590 triệu thôi, thật là quá rẻ luôn nha. Rồi di chuyển tí xíu á, thì mình đã xuống không gian bếp. Đây anh chị thấy nè, chỗ này mình đặt được cái bàn ăn nha, nó rất là nhỏ nhỏ dễ thương, bốn ghế luôn cho gia đình mình ngồi nè. Còn đây là không gian bếp của mình, đây mà anh chị xem mặt bếp là đá hoa cương nha anh chị, đó mặt bếp là hoa cương. Ở đây là bếp đổ đúc nè anh chị thấy không, đổ đúc rất là dày luôn nha. Rồi mình có một cái bồn inox, bồn đôi nè, nước thì rất là mạnh rồi anh chị, đó nước cực kỳ mạnh luôn cho anh chị mình dễ dàng sử dụng luôn. Nước thì nước nhà nước, nước thì cục nha anh chị. Tường bếp cũng vậy, cũng lót sạch sẽ hết trơn rồi đó. Anh chị mình về đây bỏ thêm một ít chi phí nữa mình làm tủ bếp trên, tủ bếp dưới thì quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Rồi bên tay phải em Trung á là dưới không gian cầu thang, tối quá hết không gian luôn. Mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở dưới cho cả gia đình mình sử dụng. Đó, anh chị thấy không, lót gạch cũng rất là sạch sẽ luôn, thiết bị vệ sinh đầy đủ hết trơn luôn. Rồi sau đây em Trung xin mời anh chị cùng em lên trên tầng trên nha, để coi tầng trên thế nào. Mặt cầu thang là đá hoa cương nè, tay vịn cầu thang bằng inox nè, đó lâu lắm rồi mới thấy tay vịn inox nha anh chị, rất là đẹp, rất là sáng luôn. Nói chung cái nhà chơi cái tông màu sáng sáng chỗ này á, sử dụng tay vịn inox thì nó quá đẹp rồi. Cầu thang ở đây mình có một có nhịp chiếu nghỉ cũng dài nữa, nên anh chị mình đi lên nó không có dốc, đi lên nó rất là dễ chịu luôn nha, người lớn trẻ nhỏ đi lên đi xuống rất là thoải mái luôn.
Dạ, và đây á là tầng 1 của nhà mình nha. Tầng nhà mình gồm có hai phòng ngủ, thì bên phải em Trung là phòng ngủ thứ nhất nè, với là cửa nhôm nha anh chị, cửa nhôm kính mờ nha. Đây một cái phòng nhỏ thứ nhất, không gian rất ok nha, vừa cho hai đứa con ở nè. Gia đình mình mà có con nhỏ đó, chia cho con phòng này ở thì quá ok luôn rồi. Trần thì rất là cao nè, ở đây mình cũng có đèn ngủ, hệ thống la phong có đầy đủ hết trơn rồi. Và di chuyển bên này chút xíu á thì mình có một cái nhà vệ sinh ở trên để cho gia đình mình sử dụng riêng nha anh chị. Đây các thiết bị vệ sinh đầy đủ hết trơn nè. Ok anh chị ha, cùng cửa cũng là cửa nhôm kính mờ luôn, tất cả là cửa nhôm hết cho anh chị mình sử dụng, nó vừa bền, nó vừa nhẹ mà nó vừa cách anh cách việc đó, cửa nhôm kính mờ luôn nè. Còn cái phòng ngoài trước này thì thôi rồi, quá rộng anh chị ơi, cực kỳ rộng rãi luôn. Cái khu vực này anh chị mình có thể là để một cái bàn làm việc nè, hoặc một cái bàn học cho con thì rất ok luôn. Mình có lớp cửa sổ để mình mở ra đó nè, và ở đây á, mình có cái cửa đi ra ngoài ban công đây đó, mở ra quá ok luôn anh chị ơi. Đây một không gian thật là xanh sạch mát luôn anh chị. Nói chung là mình chỉ cần di chuyển ra ngoài đó tí xíu thôi là mình sẽ tới khu công nghiệp, còn mình vào đây là mình sẽ có một không gian xanh sạch đẹp để thoáng mát để mình ở. Nói chung là mình vừa ở gần khu công nghiệp nào mà vừa ở một cái vùng gần giống như đồng quê gì đó, rất là mát mẻ luôn. Nói chung anh chị mình về đây vừa ở được vừa nghỉ dưỡng được, rất là tuyệt vời. Một căn nhà thiệt là đẹp đúng không anh chị, và giá cũng quá đẹp luôn nữa. Với diện tích nè, ngang cho 3,5 m, dài 9 m nè, xây một lầu hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nè, không gian bếp nè, phòng khách là riêng biệt luôn, phòng khách thì siêu rộng luôn. Mà với giá chỉ có nhiêu 590 triệu thôi, đúng 590 triệu nha, không phát sinh bất cứ chi phí nào luôn. Nhà mình thì ở giữa ngang nguyên khu dân cư nè, họ nhìn chị thấy rất là đông đúc luôn. Từ đây á, anh chị mình di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm á thì đâu đó tầm khoảng 500-600 m là tới rồi. Xung quanh đây á, thì mình có chợ Trung Thành nè, và nếu mà anh chị mình muốn di chuyển ra chợ Bình Chánh á, thì mình đi trên con đường Đến Đức Thiện nó dài, thì mình chạy đâu đó tầm khoảng 5 cây số là mình đã tới chợ Bình Chánh rồi, cũng như là khu đô thị năm sau. Nói chung xung quanh của mình rất nhiều nhiều tiện ích luôn. Trường học cũng có nè, công viên cũng có nè, rồi khu công nghiệp, công công chuyện việc việc làm cũng có luôn. Đó, anh chị mình về đây vừa thay đổi chỗ ở, vừa thay đổi việc làm, vừa có chỗ cho con mình ở nữa, vừa chỗ đổi cho con mình học đó chứ. Nó rất là tuyệt vời anh chị ha. Và anh Trung xin nhắc lại nha, giá căn nhà mình đúng 590 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Nếu anh chị cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình đó thì hãy liên hệ với em Trung để có thể đi xem nhà trực tiếp luôn ạ. À. Và em cảm Trung xin cảm ơn ạ. À.